Vâng, chào các bác, chào toàn thể anh em. Hôm nay là ngày 23 tháng 10, em lên video đây em có một ít cần tay những cái bản câu rô, câu giếc, câu chép thôi. Đa số là những bản câu chép. Có mấy cây, có 4 cây dùng cho các bác đánh lục. Có một cái cán vợt, hai cái cần mini thôi. Lô nó cũng khá là tổng hợp. Các bác chốt cái nào liên hệ với em qua số điện thoại 0969113285, có thể kết nối Zalo, Viber hoặc là Telegram với em qua số điện thoại 0969113285. Giá em báo chưa có phí ship. Phí ship mỗi đơn hàng đối với cần dài này là 40.000 trên một đơn. Em sẽ cố gắng lên thật kỹ và cũng rất mong các bác chốt chắc giúp em để tránh tình trạng như là hôm nọ cũng có một vài trường hợp là chốt xong rồi gửi đến nhận không nhận thì luộc đồ ấy, nó không hay. Nói chung là những cái bác đấy, những cái cụ đấy thật sự là cái tầm nó quá là kém luôn. Nên mà cố gắng lên thật kỹ, các bác thấy cái nào là hợp với mình thì các bác có thể chốt và ủng hộ em. Em cũng rất là cảm ơn những bác thời gian qua đã ủng hộ hàng, ủng hộ kênh của em. Thế sau đây em sẽ lên lần lượt từng mã. Đầu tiên là mã số 1 thôi nhé. Mã 1 đây em xả cái bom thôi nhé. Em xả cái quả bom này của một cái cụ tên là Quảng ở Hải Phòng này. Đấy, cái cây này hôm trước là em bán 2.450.000. Đây. Đấy. Cây mã 28 này, giá 2.450.000, cây này dài 9 mét, sản xuất tại Nhật này. Đấy, carbon Whisker dài 9 mét, trung bình cứng. Đấy, cây này thì hôm trước nó có cái đọt phụ nhé, hôm trước nó có cái đọt phụ nhưng mà em gửi đến thì cụ ấy luộc mất cái đọt phụ của em rồi. Đấy, nó hoàn về nó có mỗi cây cần không này thôi. Cần cái túi thôi. Còn cái đọt phụ thì chơi mất rồi. Quá là kém luôn. Chả biết là cái đọt nó đáng bao tiền, không mua nổi cái đọt nữa mà phải nhảy mất cái đọt của em, nghĩ chán thật. Đấy, cây này thì nó còn đẹp quá nhá. Cái chỗ này, cái này thì nó cũng có bọt bọt bóng chút này ở những cái đường chỉ xoắn ích như vậy nhá. Đấy, nó có cái bọt bọt bóng chút ở cái đường chỉ xoắn ích như này. Em phải lôi cái đọt ra một tí, nó kẹt cái đọt bên trong cái hơi. Phôi của nó thì còn rất là bóng. Em lên kỹ như thế mà em gửi đến cụ ấy không nhận hàng vì lý do là cụ bảo không giống quảng cáo. Xong cụ ấy từ chối mà cụ ấy chơi mất cái đọt phụ của đấy. Cây này nó phôi của nó rất là bóng ấy nhá. Đây, phôi nó bóng này. Nó chỉ có một chút lấm tấm cái ở cái bọt bóng ở cái đường chỉ xoắn ích như này. Đấy. Nó dài 9 mét, cây này thì nó cứng khoảng tầm 5 hạt rưỡi đến 6 hạt. Gốc của nó khá là to nhé. Nếu các bác đánh cá tầm khoảng như cây này mà nếu mà đánh mà không cá tầm khoảng độ 10 cân đổ về mà không đánh được thì thật sự là cũng không nên ra hồ vác cần ra hồ làm gì. Phôi rất là bóng đẹp luôn này. Nó có xước nhẹ quá nhé, nó có vết xước lấm tấm này. Đấy, rất là nhẹ thôi. Túi nút đầy đủ nhé, này nó có xước này. Đây, nó có một ít vết xước đấy. Đây, nó có xước một chút. Nhưng mà nó không có cái vết nào gọi là cào sâu phôi đâu nhé, gọi là vết xước tí trên mặt lớp bóng ấy. Xoắn ích hai da cực đẹp. Cái cây này thì nó cái đầu mép lóng này nó có bị dạn một chút này, nó làm chống nổi quá nhé. Đấy, đầu lóng này nó có dạn một chút ở trong cái kệ, ở trong cái chỗ này này, ở cái mép chỗ này vào khoảng tầm 1 cm nhé. Đây, nó vào một đoạn chỗ này tầm 1 cm này, sờ nó vẫn hơi hơi cấn cấn này ấy.
Đấy, có cái chống nổ, chống nổ rất dài nhé, không bao giờ nổ ở chỗ này thôi nhé. Đấy, gốc khá là to ạ. Cây này sản xuất tại Nhật luôn nhé. Có xước chút. Gốc của nó 30 thôi, ngọn 1 ly 6 thì cây này nó cứng khoảng tầm 5 hạt rưỡi đến 6 hạt. Nó nặng 445 g này. Đấy, cây này hôm nay em bán, em xả cho các bác 2 triệu mốt luôn nhé. Đấy. 2 triệu mốt nhé. Bác nào lấy, bác nào chốt cây này đặt cọc nhé. Bác này nào chốt cây này, một là đặt cọc, hai là chuyển khoản em mới ship nhé. Tránh tình trạng ship đến lại văn vở như cái cụ ở Hải Phòng gây buồn ạ. Ngoại hình còn khá là đẹp này. Bóng. Đấy, túi nút đầy đủ. Dây túi chun giãn luôn. Đấy, nó mất đọt phụ các bác nhá. Cụ nhảy mất đọt phụ của em à. Bây giờ em bán cần không có đọt phụ nhé. 2 triệu mốt. Tiếp theo một cái mã nữa là cái đây, một đôi cần mini cơ nhé. Cần mini nó dài có 50 cm, dài 50 cm, mà thực sự em không biết cái cần này nó để câu cái gì luôn. Đây. Đấy, một cặp luôn cơ nhé. Em chả biết là nó câu cái gì cái cần này nữa. Dài 50 cm, đọt thủy tinh cơ nhé. Cây này là thủy tinh, chỗ này nó hơi chảy sơn chút. Hơi chảy sơn chút nhé. Khoen thì khoen dây inox. Đấy, một cặp này thôi. Cái chỗ này nó dạng nó dính như kiểu vảy cá này. Cái này nó dạng dính kiểu vảy cá thôi. Vảy cá nó dính, nó két vào đây luôn. Cạo nó ra, lên cái móng tay cạo nó ra. Đấy, cái này mã mini 1, giá 120.000 đấy. Mini 1 120.000. Thật sự thì câu cái gì cái cày này không biết. Nó giống như mấy cái ông mà nằm ở trong cái bè cá, có một cái lỗ, có một cái lỗ ở cạnh giường ấy, nằm luôn trên giường câu mà trong mấy cái video hài nó hay làm. Cái cây 120.000. 120.000 cặp này thôi. Mã này là mã mini 1. Tiếp theo đến mã mini 2 này. Mã mini 2, mini 2 đây có một cặp luôn. Một cặp nhé. Đấy, cái này thì nó mấy màu luôn này. Đấy, cái này nó cũng rất là mềm quá nhé. Rất là mảnh luôn đấy. Cực kỳ cảm giác luôn. Đấy, em không biết là dùng để câu cái môn gì. Câu loại cá gì. Đấy. Rất là đẹp quá nhé. Cặp này thì cặp này rất là đẹp luôn. Cái cây này thì nó giáp khúc này. Nó dài, hai cây này nó chỉ có dài có 50 cm thôi. Cái cây này nó giáp khúc thôi nhé. Cây này hai khúc. Đấy. Nếu các bác câu xong mà muốn cất nó đi thì các bác lộn ngược cái này cắm nó vào nhé. Đấy. Đấy. Lộn ngược nó vào, cắm nó vào. Nó bỏ ra câu thì lại cắm nó vào. Đấy. Bát Fuji thôi. Cái này mắt in Japan rồi thôi nhé. Mắt in Japan luôn này. Đấy, một cặp cái mã mini 2 này. Đấy, cái này đọt nó cũng khá là lớn nhưng mà nó cũng rất là mềm luôn nhé. Rất là mềm luôn. Đấy. Cực mảnh, cực dẻo luôn. Đấy, mã mini 2 này giá 250 thôi. Một cặp này 250. Mắt in Japan luôn. Dùng cho các bác câu cái món gì không biết, vừa chơi vừa sưu tầm. Đấy, nó cái cặp này thì nó còn rất là đẹp, cái cặp này còn cực đẹp luôn. Mã mini 2 250.000. Tiếp theo mã C1 nếu có cái bộ vợt này nó dài 4m20. 4m20 là cả cái vợt luôn các bác nhé. Có nghĩa là cả cái nó 4m20 là nó tính đến đầu ngoài của cái vợt này này. Đấy, còn cái cán của nó không được 4m20, riêng cái cán không thì nó không được 4m20 đâu.
mà nó tính cái độ dài này, nó tính cả cái vợt luôn nhé. Cái vợt này thì nó khá là to đấy. Đường kính của nó tầm khoảng 450. Vợt này nó là vợt cước. Vợt rất to ấy, vợt to. Không biết nó lộn đường nào đây. Nên lùa hết ra đây. Đấy, vợt to ấy. Vợt này đường kính 50 luôn. Vợt này đường kính 50 thôi nhé. Đấy, vợt cước khá là sâu này. Cán này. Đồ cứng 45, đồ cứng 45, dài 2,4 m, cây này sản xuất ở China này. Made in China này. Đầu này. Vợt carbon luôn, cán cán carbon. Rút ra rất thẳng luôn. Cứng 45 mà. Cứng 45, vợt khá là cứng, cán khá là cứng này. Còn đẹp. Cực kỳ bóng đẹp luôn. Cái cán này thì nó cũng không dài lắm, nó thu vào tầm 70. Thu vào 70 thôi nhé. Có quai đeo rất đầy đủ. Thu vào 70. Đấy, chống sét, chống điện. Bộ vợt này em bán mã C1 giá 600 thôi nhé. Đấy, 600 bộ vợt đấy. Cực rẻ luôn. Đang là chốt nhanh kịp bộ vợt này. Tiếp theo đến mã C1. C1 đây có một cái cặp có một cái này em nghĩ là cái cán vợt này. Đấy, cán vợt nó giáp khúc mà nó không thấy cái cán vợt này như kiểu cái cán vợt dùng cho các bác câu bè, câu chép, câu cá bé bé này. Vậy là mình sẽ lắp cái vợt vào đây. Nó không phải là vợt vặn gen mà cái vợt mà các bác nhét vào ống nhét nhét vào đầu lóng như kiểu là giáp khúc cần ấy. Đấy, cán carbon cực đẹp luôn ấy, không vết xước nào luôn, bóng loáng. Tem vàng hoi hàng Suzumi. Hàng Suzumi. Cái này thì đây cái gốc của nó như kiểu cái cán của cái cần câu chép ấy. Cái này chắc dùng cho cả bộ, dùng một bộ cho các bác câu chép hoặc là câu giếc. Đây, cán đây nhé, cán rút ra từng khúc khúc một này. Đây, các bác có thể nối, có thể rút từng đoạn một nhé. Các bác thích ngắn thì các bác chơi ngắn, mà thích dài thì các bác chơi dài. Đây. Ngắn, nếu mà ngắn nhất có thể thì nó dài là 1,3 m nhé. Đấy, ngắn nhất có thể thì nó là 1,3 m. Thêm một lóng này nữa thì nó 1,7 m. Đấy. Mà thêm mà cắm hết vào thì nó dài 1,3 m, 1,3 m cộng với 80 là 2,2 m đó nhé. Đấy. Dài hết cỡ của nó là 2,2 m. Với là nó có mấy mấy nấc cho các bác dùng. Đấy, cán carbon nhé, siêu đẹp luôn. Cái này em nghĩ nó là cái cán vợt. Cái vợt mình sẽ cắm vào đây. Cái này mã C2 gốc 25 này, ngọn cái đầu ngọn của nó trên là 16. Nó nặng 195 g, C2 này có giá 400.000 thôi. Cái mã C2 này có giá 400.000. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo C3. C3 ở đây có một cây cần bản câu chép này. Bản câu chép dài 4,5 m. Cây này thì hàng của hãng nào đây? Nó ghi ở đây mỗi chữ
Silver River không, không biết là cái hãng nào luôn. Đấy, cây này thì ngọn long phụng nữa nhé. À, đúng, ngọn đặc cái chứ, cây này ngọn đặc này, cây này ngọn đặc cứng khoảng tầm 3 h ấy. Đấy, ngoại hình của nó thì cũng có xước răm, nó làm khúc 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 như giả tre giả trúc này. Có xước răm chút thôi, có xước răm, nói chung xước ít thôi, nó nhìn nó hơi cũ cũ theo thời gian chút. Đây, chỗ này có vết xước dài dài này, đây, xước sơn nữa, xước sơn cần carbon. Cây này nó cứng khoảng tầm 3 h, dùng cho các bác đánh chép câu rô câu giếc câu mương. Đấy, như này các bác đánh chép tầm khoảng độ 3 cân. Cái gốc thì nó, cái này nó bị hỏng thôi nhé. Đấy, cái vòng vòng sắt ở đây nó bị hỏng rồi. Cái chốt ở bên trong thì vẫn còn ok này. Nó hỏng cái vòng sắt ngoài này, rụng luôn ra rồi. Cái cán này thì nó hơi chét chét chút, cán cái chỗ để vặn này, cái chỗ túm để vặn này. Ngoại hình của nó còn tương đối có xước răm, có sần xước. Cây này mã C3, gốc 25, ngọn 0.9, nặng 144 g. Cây này có giá 560.000, 560.000, dài 4,5 m, cứng khoảng 3 h. Tiếp theo đến mã C4. Cái như mới C2 nhưng đã C4. C3 đâu ta? C3 đâu? À, đúng. Đúng rồi, cây kia C3. Tiếp theo đến mã C4, C4 đều có cái cây này là cây, là cây này của nó là cây cây Tenryu này. À đâu, tiêu bu. Cây này tiêu bu nhưng mà nó chế lại rồi đó nhé. Cây này thì nó chế lại rồi, hiện tại nó đang dài. Cái này nó trong nó bị vỡ, nó bị gãy lóng gốc, nó chế lại, nó chế lại. Tại nó đang dài 2,9 m nữa, hiện tại nó đang dài 2,9 m. Đây, cái gốc của nó có một đoạn này. Đấy, rút vài nó được có một, chưa được một nửa lóng của cái lóng trên này. Cái này là cái gốc này, nó cái đoạn lóng gốc này nó gãy, nó chế lại. Em lấy về nó đã như thế này rồi. Ngoại hình của nó thì còn tương đối, nó dài 2,90 m, nó cứng khoảng tầm 2,5 h. Dùng như các bác câu rô, câu giếc, câu mương, gảy rô, gảy giếc cần carbon nhé. Cái hàng này thì hàng nội địa 100% này, cái hàng tiêu bù. Ngoại hình của nó thì còn khá khá thôi. Nó không có chảy xước đâu, của nó bị chế chéo lại thôi nhé. Cây này nó bị chế lại gốc. Cây này mã dài 2,90 m, cứng khoảng 2,5 h vậy. Mã C4, gốc 18, ngọn 0.8 ly, nặng 53 g. Cây này có giá 360.000 thôi nhé. Thu gọn vào mét. Thu gọn 1 mét. 360.000. Tiếp theo đến mã C5. C5 đây có cây hàng của Olympic này. Olympic cần carbon, dài 4,5 m. 4,5 m cứng đều ấy. Dùng cái cây này thì nó mềm, cây này thật sự em thấy nó rất là mềm luôn. Ngọn thì ngọn đặc thôi nhé, ngọn đặc nhưng mà đấy, ngọn đặc rất là nảy này. Nhưng mà cái thân cần thì nó lại rất là mềm. Cây này em nghĩ thì cứng khoảng tầm 1,5 h, rút ra nó võng thôi. Ngoại hình của nó thì nó cũ theo thời gian.
nó cũ theo thời gian nhé, có sờn xước chút, nó cũ theo thời gian luôn. Cây này nó nhìn nó cũ cũ, cũ xước răm. Cứng khoảng tầm hát rưỡi, dài 4 mét rưỡi. Bản câu rô, câu riếc, câu chép bé bé. Hàng carbon. Cây này mã C5, gốc 23, ngọn 0.8, ngọn đặc 0.8 ấy. Nhưng mà cái thân cần nó rất là mềm. Cây này em thấy nó mềm lắm. Rút ra nó võng. Nặng 73 gram. Cây C5 này có giá 500 nghìn. Ngoại hình của nó có xước răm. Nhìn nó cũ cũ theo thời gian. Tiếp theo đến mã C6 này. C6 này có cây tiêu bu này. Đấy, cây tiêu bu cứng đều dài 2m7, hàng sản xuất tại Nhật này, hàng này nội địa 100% ấy. Đấy, cứng đều, cây này cứng khoảng 2H. Cứng khoảng 2H 2H rưỡi, dùng cho các bác câu. Cây này nó được 2H rưỡi, nó khá là nảy quá nhé, khá là nảy, nhưng mà cái thân cần của nó bé, nên cái loại này các bác chỉ câu cá nhỏ thôi, cá tầm khoảng độ cân 2 cân đổ về, tối đa tầm khoảng 2 cân đổ về. Cần thì nó rất là nảy luôn, rút ra thẳng nảy. Những loại này câu riếc, câu rô đồng, hàng nội địa 100%, cần đẹp, cần đẹp ấy. Cần đẹp luôn, tiêu bu. Đấy, ngọn đặc này, ngọn đặc 0.8, thân cần này của nó rất là nhỏ luôn đấy. Thân cần này nó chỉ tầm khoảng 8 mm. Cây này nó rất nhỏ và nhẹ. Cây này mã C6, gốc của nó 18, ngọn 0.8 mm, nó nặng 48 gram, dài 2m7. Cây C6 này có giá 700 nghìn. Cần còn đẹp quá nhé, hàng nội địa 100% luôn. Tiếp theo mã C7. C7 đây có cây hàng của, cây này không biết của gì luôn. Nó ghi mỗi chữ CG này. Cái này là carbon gold ấy. CG là carbon gold. Đấy. Cây này là cây cứng vừa. Dài 3m3. Dòng cứng vừa này thì nó sẽ cứng hơn cái loại cứng đều một chút. Những cây này thì nó được khoảng tầm 3H. Cần bàn câu chép, câu du, câu riếc. Những cây này các bác câu riếc thì hết bài luôn. Đọt long phụng nữa nhé. Đọt long phụng 0.8. Cần còn đẹp luôn này, không có chảy xước. Phôi rất là bóng. Phôi rất bóng đẹp luôn này. Không có chảy xước gì luôn. Cây này cứng khoảng tầm 2h rưỡi đến 3h, khá nảy. Những loại này các bạn chỉ câu riếc, mùa này câu cá riếc là ok này. Tem vàng nữa. Dài 3m30. Cây này mã C7, gốc của nó 20 này, ngọn 0.8 mm, nặng 65 gram. Cây này có giá 800 nghìn nữa. Cần còn rất là đẹp luôn. Gốc rất còn đẹp này. Bốn lóng, phôi khá dày. Mã C7 800 nghìn. Tiếp theo đến mã C8. C8 đây có cây này dài 3m6. Cây này sản xuất ở Hàn Quốc. Tên là gì đây? Takech Hagi. Cứng đều, dài 3m6, 4 lóng, made in Korea. Đầy đủ thông số ấy, tem vàng này. Korea xuất Nhật. Này là nó lưu hành nội địa Nhật đúng không nhé? Lưu hành nội địa Nhật.
Cây nào em không biết nó sản xuất ở đâu thì em cứ báo là em không biết sản xuất ở đâu nhé. Còn 100% là cái hàng này nó lưu hành nội địa Nhật, bởi vì tất cả là em đấu trực tiếp từ bên Nhật về luôn, không phải là em lấy hàng bãi Campuchia nhé. Cây này còn rất đẹp luôn này. Phôi bóng đẹp luôn ấy. Phôi bóng đẹp, bon xoắn đẹp cực kỳ luôn. Cây này cứng khoảng tầm 3 h. Cây này cứng khoảng 3 h ấy, ngọn ngọn đặc 0.8. Rút ra tương đối thẳng. Cây này các bác gảy rô, gảy diếc, câu chép bé bé. 3,6 m câu những cái chỗ nào mà nó gần gần chút này, phôi cực đẹp, bóng đẹp này. Không hề có vết chày vết xước luôn, có một chút xíu ở cái cán này thôi, để chỗ tay cầm đấy chảy chút xíu đây. Cây này mã C8 này, gốc 22, ngọn 0.8 mm, nặng 97 g. Cây này có giá 650.000. Mã C8. Tiếp theo đến mã C9. C9 cây Pro Power, hàng của Mariner ấy nhé. Pro cây này cứng đều, dài 5,3 m. Hàng của Pro Marine này. Pro Marine này nó là hãng khá nổi tiếng. Đây ngọn của đây, ngọn này. Ngọn Long Phụng. Cần còn đẹp luôn. Cần đẹp quá nhé, cây này đẹp. Phôi bóng loáng luôn này. Không hề có vết xước nào luôn. Cây này nó dùng gọi là siêu lướt. Không có vết xước nào ấy. Không có vết xước luôn, túi nút đầy đủ. Cây này nó cứng khoảng tầm 2 h rưỡi đến 3 h. Em cứ báo nó cứng khoảng 2 h rưỡi đến 3 h nhé. Bàn câu chép. Bàn câu chép, câu rô, câu diếc. Gốc còn cực đẹp luôn. Phôi đấy. Đấy, đọt Long Phụng. Cây này cứng khoảng 2 h rưỡi, gốc 20, ngọn 0.8 mm, ngọn ngọn Long Phụng 0.8 mm. Nó nặng 110 g. 110 g, cây này có giá 1 triệu ấy. Đấy, mã C9 giá 1 triệu. Đấy, hàng thì cực đẹp luôn. Tiếp theo đến mã C10. C10 em đây có cây carbon Banno này, dài 5,4 m. S thì không biết là cái gì, độ cứng S này. Cây này ngọn Long Phụng thôi nhé, khá là mềm. Cây này chắc cứng khoảng tầm đấy, cái ngọn của nó xoắn cực đẹp luôn này. Xoắn nổi gân luôn ấy. Ngọn xoắn nổi cộm luôn. Cái cây này nó xoắn cũng nổi này. Cái thân cần nó xoắn nổi. Cây này cũng cứng khoảng tầm 2 h rưỡi. Cây này phôi xoắn đẹp, xoắn cực nổi luôn. Đấy, có xước rằm nhẹ chút, lấm tấm rồi ấy. Xước lồng mèo. Đấy, chỗ này dính keo, người dính keo ấy. Cây này nó hơi xước, cái lóng hai này nó hơi xước ấy, lóng hai này hơi xước này. Cứng khoảng tầm 2 h rưỡi đến 3 h nhỉ. Ngọn Long Phụng này chỉ được khoảng tầm 2 h rưỡi thôi. Nó khá là mềm. Các bác lưu ý. Dùng như bác câu rô, câu diếc, câu chép. Cây này tương đối là nặng, đầm tay. Phôi khá dày luôn. Cây này phôi rất là dày luôn các bạn. Phôi này rất dày, thì mỗi là cái đọt của nó, ngọn Long Phụng thì nó hơi mềm so với cái đọt đặc chút. Nhưng cái thân cần thì phôi cực dày luôn. Cây này mã C10, gốc của nó 22, ngọn 0.7 mm, nó nặng 200 g.
Cây này nó hơi xước, bán cái này 700 thôi nhá. Ghi đấy 800 nhưng mà rút ra thì để ý cái lóng thứ hai này nó hơi xước. Xước dăm anh nhá. Bán cái này 700, mã C10. Tiếp theo mã C11. C11 đây có cây Akizushi này. 6m3, cây này cứng khoảng 3H. Thế cây này thực sự hôm trước là có một bác cái lấy rồi. Nhưng mà về nó bác ấy lấy về bác ấy nhận hàng ok ngon lành. Nhưng mà nó hơi mềm nên bác ấy đổi cây khác. Thì bác lại gửi lại cho em. Bác ấy đổi lấy cây khác. Đấy, cây này nó Akizushi dài 6m3 bản câu chép nhé. Cứng khoảng tầm 3H, cây này thì siêu đẹp luôn. Cần không gần như không có một vết chày nào luôn. Đấy, ngọn long phụng ấy, ngọn long phụng 0.8 rất nảy. Đấy, ngọn này rất nảy luôn mà chả hiểu sao bản câu chép như thế này các bác vẫn chê nó mềm. Như bản câu chép thì nó chỉ thế này thôi. Lâu lâu thì được cây vượt cứng thì nó lên được tầm khoảng 4,5 H. Chỗ này bám bẩn. Cây này thì phôi siêu đẹp thôi nhé. Các bác muốn chơi cái bản câu chép này thì các bác phải xác định là câu nó phải cảm giác chút. Chứ không thể là chơi cái kiểu cầu cá lên bờ được. Mình câu con cá thì cảm giác nó phê pha. Tại sao mấy thằng Nhật nó ít, rất hiếm khi nó làm những cái cây cần cứng. Thực tế là không phải là nó không làm được mà nó đánh vào cái kiểu sản xuất của nó đánh vào cái cảm giác của người chơi. Đấy, người chơi cần, người câu cá chứ không phải là cái kiểu xúc phát con cá bích lên bờ. Chơi kiểu đấy, câu kiểu đấy câu cần tre luôn, nó khỏe. Đấy, cây này cực đẹp luôn nhé. Phôi cực kỳ bóng đẹp luôn, hoa văn đẹp. Nên là nếu mà em tư vấn cho các bác, bác nào thích chơi cái thể loại cứng, cẩu phát con cá 2-3 cân lên bờ ấy, thì các bác mua cần Trung Quốc. Đấy. Cái loại mà nó quảng cáo nhất tĩnh 6-7 cân ấy. Mà em cũng không biết là nhận nếu mà các bác câu chơi cái cây cần như thế thì các bác dùng cái trục cái linh kiểu gì. Đánh phát cái trục tầm dây số 6, số 7 ấy, thì mới nhấc được con cá tầm độ 2-3 cân lên bờ. 3-4 cân, 2-3 cân lên bờ. Chứ còn nếu mà cái loại chẳng hạn như các bác câu cái trục tầm số 1, trục 1 hoặc là trục 0.8, trục 2 thì nhấc kiểu gì con cá lên bờ, giật nó dẫy phát đứt dây. Cây này đẹp quá. Nói chung là em cứ nói rất rõ với các bác rồi. Bác nào thích cứng, thích khỏe, nhấc tải trâu bò, các bác mua cần Trung Quốc. Không nên chơi cần Nhật bãi làm gì. Thứ nhất là nó sẽ không cứng như những cây cần Trung Quốc đấy. Thứ hai là nó không có bảo hành. Đấy. Các bác chơi hàng như thế này, các bác mà đánh bò chết cá tầm 5-7 cân gì chẳng hạn, chẳng may nó nổ phát toang cây cần, nó không có bảo hành. Cần Trung Quốc thì nó còn có bảo hành cho các bác. Đấy là em nói rất rõ ràng luôn. Chứ còn chẳng phải lươn lẹo gì, chẳng phải văn vở gì để bán được cây cần cho các bác. Các bác thích cứng, thích khỏe, chơi cần Trung Quốc cho nó nhanh, vừa rẻ vừa khỏe. Còn những cái cây cần Nhật bãi này, hàng Nhật này thì những bác nào vừa chơi vừa sưu tầm, các bác nào thích chơi hàng Nhật thì các bác chơi thôi. Chứ còn em nói em thì em không tư vấn và em không cổ súy là cái hàng này nó tốt thế này, hàng Trung Quốc nó đẻo thế kia. Hàng Trung Quốc thực tế ta chưa chắc nó đẻo quá nhé. Có những cây tầm vương như các kiểu mười mấy triệu, nó cũng chả khác, nó cũng chả kém gì cần Nhật đâu. Cây này mã C11, gốc 27 này, ngọn 0.8, nặng 205 gram. C11 này có giá 1,2 triệu. Tiếp theo đến mã C12 nhé. C12 đây cây giáp khúc này. Cây cần giáp khúc này nó dài 3m. Cây 3m này thì nó cứng khoảng tầm 3H thôi nhé. Ngọn cây này khá là bự, ngọn ly mốt.
cứng khoảng 3 H, thì chẳng qua là cái thân cần nó nhỏ thôi, thân cần nó rất là nhỏ, nên là những cây này các bác cầu rô, cầu diếc, cầu chép, vừa chơi vừa sưu tầm nhé. Cần thì cái loại này thì nó cũng khá là ít, hàng giáp khúc đấy, rút ra nó cắm vào nối vào nó thẳng băng luôn đấy. Cần rất là nảy, cần này cực nảy luôn, chẳng qua là cái thân cần thì nó nhỏ này đấy, nên là nó không phải là dùng để tải lớn. Những cây này giá thực tế ra mình ở đây mình không thích những cây cần giáp khúc, chứ bọn bên Nhật nó chơi những cái cây cần giáp khúc này nó đắt kinh khủng luôn đấy. Những cái cây này nếu mà mua lẻ ở bên đấy, nếu mà để mà mua lẻ được ở bên đấy thì không bao giờ có giá dưới 2 triệu luôn. Ở tại Nhật thôi nhá. Không bao giờ, nếu mà nó mới đẹp như này không bao giờ có giá dưới 2 triệu một cây này luôn. Đấy, chẳng qua em đấu thì nó kiểu nó để trong cái túi này, nó không bỏ ra ngoài. Nên mình đấu kiểu tù mù. Có những cái thì về thì nó ngon lành thì ok, có những cái nó chết nó xác thì mình cũng phải chấp nhận. Nhưng thực ra mà để mua lẻ một cây giáp khúc này ở bên Nhật không bao giờ có giá dưới 2 triệu luôn. Cây này như nó hàng của Shimano này. Mấy cây này hàng của Shimano toàn, nếu mà để mua bên kia nó toàn tầm 2 triệu trở lên. Cây này nó cứng khoảng 3 H thôi nhé. Cứng khoảng 3 H. Thân cần nó bé. Nên là các bác chỉ câu cá nhỏ thôi. Câu rô, câu diếc. Những cây này các bác gảy rô, gảy diếc này, gảy rô đồng, gảy diếc ngon. Đấy, cần thì siêu đẹp luôn, câu chép thì bé bé tầm khoảng 2 cân đổ về thôi, cần siêu đẹp không vết xước nữa, còn túi zin luôn. Cây này mã C12, gốc của nó 20 này, ngọn 1 ly 1, nặng 74 g. Cây này có giá 1,3 triệu. Loại này thì nội địa trăm trăm không phải bàn. Tiếp theo cây này mã C13, cây Senko này, cây này hàng của Shimano này. Cây này cứng đều, dài 6,30 m. Cây này nó cứng khoảng tầm 2 H rưỡi thôi, cứng khoảng tầm 2 H rưỡi. Cần siêu đẹp luôn, chẳng có vết xước nào. Vừa dỗ bác vừa chơi vừa sưu tầm. Những cái loại này nếu mà nó dàn ra ở bên kia nó cho đấu ấy, nó cho đấu giá mà nó dàn ra, nó bỏ hết ra ngoài như này, nó xếp thành từng cây này cũng nhé. Kể cả nó cho mình đấu tầm 10 15 cây một thì giá của nó cũng kiểu gì nó cũng nằm ở tầm khoảng độ 2 triệu một cây. 1,5 triệu, 2 triệu một cây trở lên. Nên là đa số cái cần giáp khúc này nếu mà dân Việt Nam mình đấu thì chắc là chẳng ông nào đấu được. Cái đồ giáp khúc này đa số là bọn Nhật nó chơi thôi. Còn ở đâu nữa thì em không rành lắm, nhưng mà dân Việt Nam mình thì cũng không ham hố cái hàng giáp khúc này lắm, mặc dù là nhìn thì nó rất là phê luôn. Cây này nó cũng siêu đẹp luôn ấy, dài 6,30 m, nó cứng khoảng tầm 2 H rưỡi. Như cái loại giáp khúc này thì các bác câu thì nó khá là tiện, nếu mà các bác muốn ngắn đi thì các bác có thể bỏ bớt một cái lóng thì cũng được, bỏ bớt một lóng hoặc 2 lóng thì mình cầm như thế, cầm ở cái đoạn này mình câu thì nó cũng không ảnh hưởng gì đâu. Chẳng qua là trong cái trường hợp gọi là bất đắc dĩ thì mình có thể bỏ bớt lóng đi câu được. Đấy, cái giáp khúc này nó có cái bất tiện và nó có cái tiện hơn phần rút. Dài 6,30 m ấy, cần siêu đẹp luôn. Mã C13 gốc 25 này, ngọn 0,8 mm. Nặng 225 g. Cây này có giá 1,4 triệu. Cây này em báo nó cứng khoảng tầm 2 H rưỡi thôi nhé. Giáp hết vào nó dài 6,3 m, thân nó bé nên nó cũng hơi võng. Cần cực đẹp luôn. Tiếp theo đến mã 14, mã C14 là cây này boron cứng đều, boron cứng đều, cây này những hàng của Shimano luôn này. Đa số những cái cây giáp khúc kiểu này đa số là của Shimano, mấy cái hàng thằng này của Shimano thì toàn thằng đắt, toàn cây đắt tiền.
Cây này thì nó 6 lóng thôi nhé. 6 lóng dài. Đây, cây này 21, cây này dài 6m3. 6m3 cái loại này thì nó chỉ cứng khoảng tầm 2h rưỡi 3h thôi. Cây này đọt ly mốt. Cây này cứng khoảng tầm 3. Dùng cho các bác câu rô, câu giếc, đánh chép. Những cây này nó là bản, nó cây, nó gọi là cây. Nó bên Nhật, mấy thằng Nhật nó gọi bản câu chép. Còi coi, cần spatula. Cây này thì siêu đẹp luôn. Ui, bóng loáng luôn, hoa văn đẹp luôn này. Giáp khúc là 6m30, cứng khoảng tầm 3h. Cây này mã C14, gốc của nó 24 này, ngọn 1 ly 1, nặng 180g. Cây này có giá 1 triệu rưỡi. Cây này giá 1 triệu rưỡi. Hàng cực đẹp luôn. Tiếp theo đến mã C15. C15 cây này cũng giáp khúc luôn đấy. Giáp khúc cây này nó dài 5m4 này. Cây này 18 là 5m4. Cây này thì cũng siêu đẹp luôn. Phồi cái chỗ này nó, cái gân này nó nổi cộm lên này. Đấy, là những cái đường chỉ, những đường chỉ hoa văn này nó nổi hết lên. Cây này 6 lóng. Dài 5m4. Cây này cứng khoảng tầm 3h thôi. Cây này nó cứng khoảng tầm 3h thôi. Dùng cho các bác câu giếc, câu rô, các bác thích đánh nó cảm giác chút. Cần siêu đẹp luôn, bóng loáng. Cây này là hình như là của Nissin. Cây này nếu em không nhầm thì nó là hàng của Nissin. Cần rất đẹp thôi nhé. Phồi bóng loáng luôn. Dài 5m4, cứng khoảng tầm 3h. Cây này gốc 23, ngọn 1 ly 1, nặng 145g. Cây C15 này có giá 1 triệu rưỡi. Tiếp theo mã C16 này. C16 hôm nay có một cây siêu ta dài 6m30. Cây này thì nó cũng thuộc, nó là một dạng bản câu chép thôi. Cái này dùng bản, nó là bản câu chép đọt long phụng, khá là nảy đọt. Ngoại hình của nó còn tương đối phôi bóng, lóng trên thì vẫn còn bóng đẹp, dưới thì cũng có xước, tại nó nhiều hàng quá, nhiều khi em không để ý hết. Loại cần tay lóng dài 8-9m, em còn tầm khoảng 60 cây, 60-70 cây, toàn 8-7m, 2-8m, 1-9m. Cây này nó có xước răm thôi nhé, xước răm. Cây này nó có xước răm ở cái lóng hai này, có xước rồi, vết xước này. Cây này nó cứng khoảng tầm 2h rưỡi đến 3h, trong khoảng tầm 2h rưỡi đến 3h. Đấy, cây này là cây cứng bừa, bản câu chép, hàng của siêu ta, dài 6m30. Cây này mã C16, gốc của nó 25, ngọn 0.9, ngọn long phụng 0.9 thôi nhé, cứng khoảng tầm 2h rưỡi đến 3h. Nặng
220 gram. Đấy, cây này có giá 880.000. Cây này 880.000 thôi. Ngoại hình của nó còn tương đối, không đến nỗi, nó chỉ xước răm ít thôi, không đến nỗi chảy chuét đâu, răm răm chút xíu. Nhưng cây này các bác đánh chép tầm 3-4 cân đổ về. Tiếp theo đến mã C17. C17 hôm nay có cây đai hoa này, vượt cứng dài 5 mét. Đấy, cây này vượt cứng, dùng cho bác cầu bạo lực hơn chút. Dài 5 mét, cây này thì đai hoa sản xuất tại Trung Quốc, made in China này. Vượt cứng, cây này đọt thì to tà bá luôn. Đấy, nó dài có 5 mét. Cây này các bác đánh chép, đánh bạo lực hơn chút, cá tầm khoảng độ 5-6 cân. Đấy, phôi cực đẹp luôn ấy. Đầu chỉ đây. Đấy, phôi bóng đẹp này, không có vết chày vết xước nào luôn. Này 5 lóng. Cây này không có vết xước nào. Phôi thì siêu đẹp luôn này. Đấy, China xuất Nhật. Cây cực đẹp luôn. Đấy, phôi dày quá. Phôi rất dày luôn. Hàng vượt cứng. Cây này mã C17 ấy, gốc 25. Gốc 25, ngọn 2 ly 1. Gốc 25, ngọn 2 ly 1. Cây này nó nặng 170 gram. Đấy, mã C17 này có giá 1 triệu 3 ấy. C17 này có giá 1 triệu 3. Đài hoa sản xuất tại China, Trung Quốc. Made in China. Cây này là cây Androder. Đấy, vượt cứng. Tiếp theo đến một cây nữa cũng An Roder này. Đấy, đai hoa nhé, hàng của đai hoa này cũng made in China này. Đấy, cây này dài 6 mét vượt cứng. Đấy, 6 mét vượt cứng, cây này đọt 2 ly 2 thôi nhé, ngọn 2 ly 2. Đấy, siêu to luôn, dùng cái bác đánh bạo lực, đánh chép bạo lực, chép tầm khoảng 5-6 cân. Nó tương đối là nhẹ, không có nỗi nặng. Dài 6 mét, nó hơn 200 gram. Cây này nó có xước rằm chút này. Có xước rằm chút thôi. Thật ra cái hàng vượt cứng này nó không phải lúc nào cũng lấy được. Cái hàng vượt cứng này nó khá là ít. Đa số là cứng đều, cứng vừa. Đấy, có xước răm một chút xíu rồi quá nhé. Vài vết lấm tấm. Đây có vết xước dài dài, nó hơi mờ, hơi xước. Đấy. Đấy, xước rất nhẹ, nó xước trên mặt bóng nhưng nó không cào phôi đâu. Cái vết nào cào phôi là nó phải trơ đen thui. Ngoại hình của nó made in China, loại này thì phôi rất dày luôn. Cây này mã C18, gốc của nó 26, ngọn 2 ly 2, nó nặng 245 gram. Cây này có giá 1.450.000. 1.450.000. Những cây này thì nó cứng tầm 6-7 h. Chẳng qua là cái gốc này nó bé, nó không phải dạng để săn hàng tầm 10 12 cân, như loại này nó cứng tầm 6 7 h ấy. Ngọn của nó 2 ly 2 rút ra thử băng. Tiếp theo đến mã C19. C19 ở đây cũng có cây dài 7 m 2 này. 7 m 20. Cứng vừa. Cây này là cây vừa cứng. Này, ngọn long phụng ấy, ngọn long phụng.
hoa văn còn khá là đẹp này. Cây này dùng cho bác câu chép. Này, phổi bóng. Phổi nó rất bóng luôn. Nó có bọt bóng, nó có bị một chút bọt bóng này, cái lấm tấm này là cái bọt bóng thôi. Phổi nó còn đẹp. Cái nền phổi rất là bóng luôn. Nó bị một chút bọt bóng này. Cây này xước rất là ít luôn, vài vết xước răm răm thôi. Ở đây cái lóng này thì xước hơi nhiều ấy, lóng này xước này. Nhưng mà nó xước nó chảy một tí trên cái mặt lớp bóng, không, nó xước này là xước chưa qua lớp bóng, chưa hết lớp bóng. Cái lóng này nó cũng có xước răm chút này. Cái nền phôi nó còn rất bóng luôn, dài 7m20, cây này nó cứng khoảng tầm 5 h. Cây này cứng khoảng 5 h, khá là đầm tay. Cây này nó gốc 23, ngọn 1,2 ly, ngọn long phụng 1.2 thôi, cứng khoảng 5 h. Cây này mã nặng 330 g, 330 g. Cây này dùng cho các bác đánh chép, đánh như những cây này các bác đánh tầm khoảng 6-7 cân đánh ok. Hôm trước có một bác ở trên Bắc Cạn, bác ấy cũng lấy của em một cái cây, nó cũng giống cây này luôn, nó gần như y xì cây này. Đấy, bác ấy về bác đánh một buổi làm hai con 6 cân, bác mà đánh ngon kéo ok. Nhưng mà bác phản hồi thì em thấy nó khá là tích cực, nút túi đầy đủ. Cây này mã C19 giá 1,3 triệu ấy, C19 giá 1,3 triệu. Tiếp theo mã C20, C20 nên có cây này, cây si đen. Si đen này dùng cho các bác sưu tầm, bác nào gọi là các bác nào thích, các bác có điều kiện thì các bác chơi, các bác sưu tầm. Cái dòng này nó rất là chát, cái dòng này em lấy về nó đã chát rồi, không phải là để bán ra nó giá chát lời lãi thì nhiều. Cái cây này si đen. Cây này nó dài 5m4, cứng vừa. Đấy, dài 5m4 này, cứng vừa ấy. Si đen. Cái này dùng cho các bác vừa chơi vừa sưu tầm. Đấy, chỗ này thì nó có đây, chỗ này nó có vết xước răm răm nhẹ nhẹ chút này. Những cái loại này mà nó còn túi còn hộp thì nó phải tầm cỡ 6 triệu rưỡi 7 triệu cây. Hôm trước em bán cây xì đỏ 5m4 thì 4 triệu rưỡi. Cái cây đấy thì nó đẹp, cây đấy thì nó đẹp keng luôn. Cái cây này nó có một vài vết xước lấm tấm. Cây này cây xì đen. Dài 5m4. Dùng như bác những cây này các bác vừa chơi vừa sưu tầm. Cái dòng này thì bây giờ nó cũng không có nhiều đâu, khá là ít luôn. Lâu lâu mới thấy có cây về. Cây này mã C20, gốc của nó 25, ngọn 0.9. Cây này cứng khoảng 3 h thôi, cứng khoảng 3 h, ngọn long phụng 0.9, nặng 145 g. Cây C20 này có giá 3,3 triệu ấy. Cây C20 là 3,3 triệu, túi nút đầy đủ luôn. Tiếp theo đến mã C21. C21 đều có cây đai hoa này, đai hoa. Cây này đai hoa HS. Cây này cứng đều. Dài 3m6, 12 là 3m6. Đấy, xoắn x2 da coi. Cây này xoắn x2 da. Cây này nó cứng khoảng tầm 3 h. Cây này dùng cho các bác vừa chơi vừa sưu tầm. Đấy, vừa đánh gảy rô, gảy giếc, câu chép thì bé bé, cần thì siêu đẹp luôn. Cần siêu đẹp luôn, gần như nó không có một vết xước nào luôn. Nó có mỗi cái lóng gốc của nó xoắn x2 ra, còn bên trong của nó xoắn vòng ấy.
4 lóng, dài 36, đọt xoay 360 này. Cây này có hai đọt thôi nhé, một đọt đặc nữa. Một cái đọt kia nó đặc. Đọt đặc này đọt 0 chấm, đọt đặc này 0.9 này, 1 ly gì đấy. Còn cái ngọn này của nó là ngọn 1 ly 1 này. Ngọn rỗng nhé. Cái ngọn này ngọn rỗng 1 ly 1, cây này nó cứng khoảng tầm 3H, cây này made in Japan này. Made in Japan. Dùng cái vác câu rô, câu riếc vừa chơi vừa sưu tầm. Cây này mã cái phổi nó rất dày luôn nhé. Đây, phổi dày cực luôn này. Cây này mã C21. Gốc 22, ngọn 1 ly 1. Nặng 70 g. Cây này có giá 2 triệu thôi. Cây này có giá 2 triệu. Cần siêu đẹp luôn. Túi nút đầy đủ. Thiếu mỗi hộp. Tiếp theo đến mã hai cây C21 liền. Cây này em báo cây. Cây này mã C21A có nhé. Lẫn hai cây hay C21 liền. Cây này là cây Đài Hoa có nhé. Đài Hoa Made in Việt Nam này. Cây này cứng đều, dài 7 mét. Cây này dùng cho bác chỉ đánh chép thôi. Đánh chép. Nói chung là cứ câu cá tầm khoảng độ 4-5 cân đổ về thôi. 4-5 cân đổ về. Cây này đọt Long Phụng. Đọt Long Phụng. Cây này nó cũng hai đọt luôn. Cần thì rất đẹp. Phùi nó bóng loáng luôn. Việt Nam xuất Nhật. Đúng nghĩa cây này là Việt Nam xuất Nhật luôn. Cái này mang từ Nhật về luôn. Sản xuất ở Việt Nam mang sang Nhật xong lại mua từ bên Nhật về Việt Nam bán. Yên khổ. Nuôi mấy thằng vận chuyển. Phùi cực đẹp luôn nhé. Phùi thì bóng đẹp luôn. Mấy lóng này không có vết xước luôn. Bên trong này không có vết xước nào ấy. Nhưng những lóng bên trong này không có vết xước này. Có mỗi một cái chỗ này nó bị sờn chút này. Chỗ này nó bị sờn chút. Duy nhất chỗ này nhé. Gốc đẹp luôn. Dài 7 mét cứng đều. Cứng khoảng 5H nhé. Đọt Long Phụng. Đọt Long Phụng 1.1 mm. Cây này cứng khoảng tầm 5H. 4H rưỡi 5H. Cứ báo tầm 4H rưỡi thôi. Nhẹ nhẹ đi chút. Đỡ bị. Hàng Made in Việt Nam. Cây này mã C21, gốc 26, ngọn một cái ngọn của nó 0.8. Một cái ngọn 1 ly 1. Ngọn 0.8 này. Đây ngọn này là ngọn 0.8 này. Còn ngọn trên cần là ngọn 1 ly 1. Nó nặng 235 gram. Cây này có giá 1.650.000 thôi nhé. 1.650.000. Tiếp theo đến mã C22. Cây kia C21A thôi nhé. 1.650.000. Tiếp theo mã C22 đây có cây NFT Diablo HF 720 này. Cây này là dài 7m2. Cần tay chợ máy các nhé, bát titanium này. Cần tay chợ máy bát titan FS6. Diablo nhìn phôi của nó xoắn này. Cực phê luôn ấy. Có vài vết lấm tấm xước răm răm lông mèo nhẹ nhẹ. Đấy, cần tay chợ máy dài 7m2. Cái loại cần tay chợ máy thì khoen của nó như này có nhé, nó là cái khoen một cái sợi inox ấy. Đấy, đầu bu đây. Đây, xoắn đến nửa ngọn nhé, đọt tháp, đọt loại bên trên này đặc này, loại trắng trắng này nó đặc. Cây nào
như cây cần tay chợ máy này, cây nào cũng thế, nửa đọt bên trên nó sẽ màu trắng, hầu như cây nào cũng thế luôn, xoắn đẹp. Đìa vào lút xoắn ích. Nó có một chút lấm tấm bọt bóng rồi, rất nhẹ. Một tí xíu nhìn kỹ thấy. Nói chung là nó cũng có một chút lấm tấm cái bọt bóng. Diablo này nó xoắn nhìn rất là phê. Nó có vài vết xước răm răm nhẹ nhẹ thôi, vài vết xước rất là nhẹ thôi, xước lông mèo với một chút bọt bóng, có một chút xíu bọt bóng nữa. Để cái lấm tấm này là cái bọt bóng ấy, nó có một cái khoen cái là khoen xích. Cây này có định vị lóng thôi, cây này có định vị lóng luôn. Đúng. Đấy, tất cả nó định vị lóng đến tận ngọn luôn, có định vị lóng hết. Cần tay chợ máy. Đấy, cây này cần tay chợ máy cứng khoảng tầm 2,5 hát đến 3 hát, bởi vì nó rất là mảnh ngọn. Cái đoạn bên dưới rút ra thì nó tương đối là cứng thẳng, nhưng mà cái đoạn cái đọt của nó rất là bé. Cây này rút ra nó rất rất thẳng luôn đấy, nhưng mà nó cái ngọn của nó bé xíu. Gốc 27 này, ngọn 1 ly, nặng 300 g. Cây C22 này có giá 2 triệu 2. Cần cũng rất là đẹp này, gốc cũng đẹp lắm, gốc đẹp luôn này. Bát titan. Định vị lóng các kiểu con đà điểu. Đấy, Dia Plus NFT, à này của NFT. Giá 2 triệu 2. Tiếp theo đến mã C23. C23 đây cũng có cây Sub Leader. Sub Leader 405 DXT. Hàng sản xuất tại Indonesia này. 405 DXT cứng 27. Dùng các bác đánh đầu cần. Cây này nó bu của nó không phải bu zin nữa nhé. Bu này của nó là bu bu này của nó là bu sứ xám này. Cái này nó bị thay bu rồi này. Cái này nó bị thay bu nhé. Dàn khoen chạy thì nó vẫn là dàn khoen zin này. Cái này em lấy về nó đã như thế này rồi, em không có đầu bu xích để thay vào. Em không có đầu bu xích để thay vào. Cái này có khi kiếm cái đầu bu, mua cái đầu bu chống xoắn, bu xích chống xoắn lắp vào. Đấy, định vị lóng. Súp leader bác nào thì cái dòng này thì thực sự nếu mà so để các bác đánh lục thì cái dòng này nó quá là quen thuộc rồi. Đấy, 405 nhé. 405 nó có xước răm chút xíu ấy. Chỗ này xước hay dính keo đây. Đây chỗ này có vết xước nhẹ này. Nó có vết xước. Nói chung là nó cũng có xước này. Trong quá trình rút ra rút vào nó cọ sát vào nhau thì nó cũng có vài vết xước. Khoen gập này, ok quá. Đấy T405 dùng cho bác đánh đầu cần. Lóng thứ hai này còn khá, lóng thứ hai này còn tương đối đẹp này.
Nói chung cây này thì nó còn tương đối là đẹp ấy. Có vài vết xước răm răm lấm tấm. Bát Fuji trái lớt LS7. Chưa hạ bát thôi nhé. Cái này hàng chưa hạ bát. Em thì không có đồ để hạ bát ấy. Em thì không có đồ để mà hạ luôn ấy. Thực ra hạ xong rồi quấn vào thì quấn được nhưng em không có đồ để lên keo. Đấy, Shimano DXT405. Ngoại hình còn tương đối, có vài vết xước. Cây này mã C23 đó nhé. Cây này có giá 3 triệu 3. Mã C23 này có giá 3 triệu 3 đó. Tiếp theo mã 24, C24, một cây DXT 405 DXT. Leader. Hàng này thì các bác khỏi lo là Trung Quốc, không phải lo Trung Quốc. Đấy, cái này nó bị lai bù. Nhưng mà có hai cây này nó đều bị lai bù cả. Đấy, cái bù này nó bù sứ xám. Nguyên bản của nó là bù màu trắng xương xích. Bù thì bù sứ xám. Bị lóng từ lưa thì tè le hết rồi. Định vị lóng, định vị quen. Đấy, cây này có vài vết xước răm răm. Đấy, cây này có mấy vết xước răm. Là nó mòn mòn cái sơn thì nó không phải là hẳn là cái vết chảy vết chết kiểu rút ra rút vào những cái gân gờ của cái phổi nó cọ sát vào nhau. Cần còn khá đẹp ấy. Đây cái lóng thứ hai này, cái lóng thứ hai này là đa số là cái lóng thứ nó sẽ bị chảy ở cái lóng thứ hai này nhiều, nhưng cây này cái lóng thứ hai của nó vẫn còn đẹp, xước vài vết lấm tấm, nó bị lai một cái bu ấy. Em không có bu xích để mà thay vào rồi. Đấy, Shimano cây này mã C24, gốc của nó 24, ngọn 2,6 mm, nặng 365 g. Cây này có giá 3 triệu 2 ấy. Mã C24. Dùng cho các bác đánh đầu cần bồng bềnh. Tiếp theo đến mã C25. C25 đây cũng có một cây Daiwa 3 khúc dài 4 m 05, cứng 27. Cứng 27 dài 4 m 05 này, made in Korea. Cái chân keo này, chân khoen này, chân bát này nó có hơi dạn keo chút đấy. Này. Này. Đằng nào nếu mà các bác đánh lục lấy về thì cũng phải hạ bát. Cây này nguyên bản của nó là 5 khoen, nhưng cây này hiện tại nó đang 7 khoen. 2 4 6 8 khoen đấy. Cây này hiện tại đang 8 khoen cả bu. Nghĩa là bên kia nó đã bỏ khoen, bỏ bộ khoen kia đi và nó lên một bộ khoen này nhé. Cái khoen này là khoen nó lên này. Thì còn khoen nguyên bản của nó không phải khoen này, bởi vì cái chân của nó, cái đoạn chân này rất rất là nhỏ. Đoạn này như kiểu là chân của cái khoen gập này. Cái này em không nhầm thì nó là cái bộ khoen gập, nó lên cái bộ dàn khoen Fuji xích này, Fuji xích. Nó lên nó đi 8 khoen cả bu luôn. Thực sự cái cây này nguyên bản của nó chỉ có 5 khoen. Đấy, cái đầu cái lóng thứ nhất thì nó cuốn chỉ nó phủ keo như thế này. Đấy, nó cuốn chỉ nó phủ keo như thế này. Đấy, cái dàn khoen này là dàn khoen đi lại rồi ấy, không phải là khoen zin nhé.
Đây này, chân nó tháo ra đây. Đấy, chỗ nó tháo keo này. Đấy, chỗ tháo khoen này. Pat Fuji Chylus LS7, hàng sản xuất tại Hàn Quốc, cứng 27. Đấy, 3 khúc dài 4m05. Dùng cho các bác đánh lục đầu cần. Đấy, giá thì bèo đâu. Cây này thì nó có một cái vấn đề ở cái khoen này có nhé. Khoen này là cái khoen nó bị dạn ra, nó chấm lại. Chỗ này nó có sứt. Cái này là khoen chấm lại, chỗ này chấm lại. Em để ý thấy cái khoen này nó bị như này nhé. Hiện tại thì nó không bị vỡ ra đâu. Nhưng cái chỗ này thì chắc chắn là chấm lại. Quen xích, quen phui xích. Đấy, ngoại hình của nó thì còn tương đối, không đến nỗi xấu, có vài vết xước răm nhẹ nhẹ. Bên dưới gốc này hơi xước chút này. Bên dưới gốc này có hơi xước chút. Chỗ này thì nó quấn chỉ phủ keo. Đấy, cây này là cây Power Cap 27405. Những cây ba khúc này thì nó 27 với ba khúc này nó ngồi cứng thường tương đương với 30 của rút. Cây này hiện tại đang 8 khoen cả bu nhé, rất nhiều khoen luôn. Cái cây này mã C25, gốc 27, ngọn 3 ly. Nó nặng 480 g, cây này có giá 1 triệu 8. Cây này có giá 1 triệu 8. Dùng như bác đánh đầu cần bồng bềnh gì đấy. Tiếp theo đến cây này là cây Power Trend. Đấy, Power Trend Nager ST405. Cây này thì nó cứng khoảng tầm 25, à tầm 27 ấy. Nó cứng khoảng tầm 27. Pat thì Pat Fuji này. Đấy, Pat Fuji Chylus LS7, khoen Fuji xứ xám ấy. Cây này là cây khoen Fuji xứ xám, không phải khoen xích. Cây này thì nguyên bản luôn, hàng này chắc China, made in China ấy. Hàng của Sperot, hàng Sperot made in China. Bọc đầu bọc đuôi đầy đủ, có chảy xước ấy. Cây này có chảy xước. Những cây này dùng những bác đánh đầu cần ấy. Đánh đầu cần, đánh bạt biển. Bộ này, cây này thì còn nguyên bản, khoen nước nguyên bản ấy. Khoen Fuji xứ xám. Nó cứng khoảng tầm 25 ấy. Cây này cứng khoảng tầm 25. Em thấy nó mềm hơn cái cây 27 kìa. Dùng cho bác bồng bềnh gầy rô gầy chép. Có chảy xước thôi nhé. Chảy xước này. Cây này mã C26, gốc 29, ngọn 2 ly 8. Ngọn 2 ly 8. Thấy nó cứng dưới nguồn. Nó cứng tầm 27 quá. Dùng hai cây nó như nhau. Cứng tầm 27. Cứng khoảng 27 thôi. Made in China, cây này bán 1,5 triệu coi nhé. Mã C26 này bán 1,5 triệu. Đấy, trên đây em có
26 mã cần, bác nào chốt nào thì liên hệ với em qua số điện thoại 0969113285. Trước khi kết thúc video, một lần nữa em xin chúc sức khỏe toàn thể các bác nhé. Em chào toàn thể các bác.